cô chú anh chị. Hôm nay em xin giao lưu là một lô phôi xăm nước trái nha cô chú anh chị. Mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829 160 355. Cây đầu tiên có mã số là 106 ạ. Em đo cái hoành cái cũ này là 20. Hoành thân đây là 13. Chiều cao là 35. Kính bầu là 17. Cây này đế rất là nở luôn nè. Mã số 106 em xin giao lưu là 550. Em bao ship tận quốc luôn nè. Mã số 106. Cô chú anh chị nhớ chốt đúng mã số em mới gọi đúng cây được. Cây nào mà không gõ thì kết bạn Zalo em số này để em chụp hình cho cô chú anh chị xem kỹ hơn ha. Hoành ở đây là 14. Chiều dài là 35. Cùng một cỡ bầu là 17. Mã số 107 em xin giao lưu là 550. Quanh ở đây là 13,5, gần 14 luôn. Chiều cao là 20. Mã số 108 em xin giao lưu là 550. Mã số 108. Mã số 109. Cây này có đế lưng nha cô chú. Cây này cũng đang đâm chồi mới lại luôn. Mới nhú lên luôn. Đâu hoành ở đây là 14. Chiều cao là 24. Mã số 109 em xin giao lưu là 550. 109 ạ. Cây này rất là đẹp luôn. Đế cũng nhỏ luôn. Đâu hoành ở vị trí này là 16. Ở đây là 16. Chiều cao là 20. Mã số 110 em xin giao lưu là 600. Mã số 110. Mã số 111. Quanh cái này là 13. Chiều cao là 30. Mã số 111 em xin giao lưu là 500.000 em bao ship ạ. À. 112. Hoành năm đó đây là 17. Hoành cũ là 17 ha, hoành thân ở đây là 13. Chiều cao là 30. Mã số 112 em xin giao lưu là 550. Mã số 113.
đây là 11. Chiều dài 25. 113, em xin giao lưu là 500.000. Cái nào xưa người ta vô dây á, chỗ này nó có lằn dây nè, về mình nuôi một thời gian nữa nó liền lại thôi. Quanh cây này nó là 11,5, chiều cao là 15. 114, em xin giao lưu là 500.000. Quanh ngay đây là 17. Tàn ngang là 41. Mã số 115, 550 em bao ship. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem, mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829 160 355. Em xin chào.